nếu mình bung ra như vậy á là nó nguy hiểm hơn. Không vậy còn không, không để tôi nói cho nghe quá. Nếu mình bung như vậy nè và tôi rửa tay thì tôi sợ cái quái gì, đúng chưa? Giống như người ta nói khi rửa ống kia thì phải đưa cái cục vỏ vô, cái cục vỏ sao rửa được, đó là của y tế. Rửa xong khoát nước lên, thậm chí mình vô mình rửa cái vò trước, thấy chưa? Có người nói nè, gỡ gì nè, thực tế cái tay của mình là nguy hiểm thôi. Tôi nói sai ông không biết có đúng không nha, sai là sai vậy nè, ngọt quá đó, hết ngọt. Nói chắc là đau nghe quá, có sao dạ. Hết ngọt đúng chưa? Tháo ra nó công quá, xong rồi hết nó công rồi. Mà cái tích tắc mắt công đó đó, cái tích tắc mắt công đó là cái gì? Đứa nhỏ Đà Nẵng đó, đó. Cái cô bé bán hàng ngày, đúng không? Cô bé bán hàng á, sợ cái ông nước ngoài nó không nghe, gỡ số một lần là xong phim. Kéo vậy hả, là chùi chỗ này nè, đưa lên đây chứ đâu phải kéo.